Vâng, xin chào tất cả mọi người đang xem, chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn cùng toàn thể các cháu. Hôm nay Dũng đã có mặt tại đấu trường 68 ngũ hổ tướng của 5 anh em. Tôi xin chia sẻ với cái nội dung là những người anh em đam mê chim chào mào tự tổ chức ra một cái đấu trường, tạo một sân chơi cho tất cả những người anh em đam mê bộ môn chào mào đấu hót. Thì người đầu tiên là anh Lam Vũ, và người thứ hai là anh Huy Tây Hồ, người thứ ba là anh Phan Tuấn Hùng và anh Hoàng Ngọc Thiện, và tiếp theo nữa là anh Vũ Đắc Hùng. Đấy là trong 5 anh em đứng ra tổ chức một cái giải đấu để dành cho tất cả mọi người góp vui vào cái sân chơi đấu trường 68 vé 4 triệu đồng trên một đầu lồng. Thì tôi xin chia sẻ luôn về cái cơ cấu của giải thưởng ngày hôm nay: một giải nhất một xe Unblade, một giải nhì một xe Honda Vision, và hai giải ba là xe Way Alpha cộng đấy, và 6 giải top 10, mỗi giải là một xe Dream cộng với lại cờ của ban tổ chức, cờ lưu niệm, và 10 giải top 20 là mỗi giải 5 triệu đồng chi vào phong bì, và 10 giải top 30 mỗi giải 3 triệu đồng cũng chia phong bì cho tất cả những người anh em nghệ nhân hôm nay là về đây 68 đồng, nhưng có cả top 30 để tạo ra một cái sân chơi đồng đều cho tất cả anh em được tham gia. Và sau đây tôi xin chia sẻ lại một số cái hình ảnh của khung cảnh xung quanh cho tất cả mọi người được theo dõi những hình ảnh của anh em nghệ nhân về tham gia buổi ngày hôm nay. Một số hình ảnh tôi thu lại của tất cả những người anh em nghệ nhân có tên tuổi ở miền Bắc. Đấy, anh em rất dễ nhận ra, đây là em Ngọc. Đấy. Và một số người anh em chưa dám tổ chức nhiều, ngoài Bắc mình anh công chào mào. Rất nhiều những người anh em nghệ nhân trẻ tuổi. Đấy, rất nhiều những người anh em nghệ nhân trẻ tuổi, và đây là chia sẻ với tất cả mọi người đang xem, đây là một người em rất là ok đối với tôi. Đây là anh chủ của hãng cám Mã Hòa, tiếp tay tôi chỉ đây. Đấy, chủ hãng cám Mã Hòa. Vâng. Chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người hôm nay là kết quả cao nhá. Rất đông đảo những người anh em nghệ nhân về tham gia cái đấu trường 68 ngày hôm nay. Là nghệ nhân trẻ tuổi cũng có, mà nghệ nhân cao tuổi cũng rất là nhiều. Đấy. Và rất vui mừng là cái môn chơi chào mào đấu hót của chúng ta đang trẻ hóa dần. Đấy là một cái điều rất là vui mừng. Và đặc biệt vui mừng nhất cho cái miền Bắc năm nay là tôi có thấy là tất cả những người anh em là thường xuyên tổ chức đấu trường. Thường xuyên tổ chức đấu trường, đó là một điều rất là tuyệt vời. Và như tôi nhận thấy là trên dàn lúc này là full dàn rồi. Đấy, toàn cảnh cho tất cả mọi người được theo dõi. Chuẩn bị bắt đầu đi vào trận đấu thì ban tổ chức giải cũng như toàn thể điều hành trận đấu là cho tất cả những người anh em nghệ nhân vào hạ lồng chim xuống và chăm sóc những chú chim của mình. Và đây ngay sau màn hình của tôi có nhận ra là một anh nghệ nhân rất quen thuộc đến từ tỉnh Hải Dương của anh em chúng ta. Đây là anh Võ Hồng. Chào tất cả anh em nhé. Và chia sẻ lại một số cái hình ảnh tiếp tục. Đây là tất cả những người anh em nghệ nhân. Tất cả những người anh em nghệ nhân là được vào tự chăm sóc lồng và chăm sóc những chú chim của mình và đưa lồng chim lên trên dàn và chuẩn bị bước vào trận thi đấu. Chính xác, càng thích nghi nha. Các bạn cũng sớm thì xin càng thích nghi nha. Cần điều chỉnh gì về lồng của mình thì anh em có thể làm. Đây là toàn cảnh tất cả những người anh em nghệ nhân vào chăm sóc và thu áo lồng của mình và treo chim lên dàn, chuẩn bị vào giờ bước vào trận đấu trường 68 đầu lồng. Vậy là sau khoảng thời gian mà ổn định dàn cũng như là tất cả anh em đưa chim lên trên dàn đấu thì tôi có nhận thấy bên ban tổ chức đang chuẩn bị bắt đầu cho trận đấu vào chuẩn bị cho trận đấu vào vòng thi thứ nhất rồi ạ. Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu. Vậy là vòng thi đấu thứ nhất được diễn ra bắt đầu, và tôi sẽ quay lại một số cái hình ảnh của những chú chim thi đấu mà sẽ bị hạ cho tất cả những người anh em được xem. Vòng 1 sẽ diễn ra trong thời gian 6 phút. Và 6 phút của vòng 1 sẽ hạ số lượng chim không hạn chế. Nhưng ở vòng thi đấu thứ nhất này thì tôi chỉ hạ trong 2 trường hợp duy nhất thôi. Là trường hợp đầu tiên là các chú chim tắm ở trên dàn sẽ bị giám khảo hạ ngay trực tiếp. Và trường hợp thứ hai là các chú chim không có thái độ thi đấu giảm.
Mọi người nghe rất rõ ban điều hành trận đấu đã công bố về cái hình thức của hạng những chú chim vòng 1 đúng không ạ? Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về hình ảnh cũng như là tất cả những cái ban giám khảo trọng tài điều hành ngày hôm nay cho tất cả mọi người được biết rõ. Vị giám khảo đầu tiên tôi thông báo với tất cả mọi người đang xem trên màn hình của mình là anh Trần Thành. Đây là vị giám khảo đầu tiên của chấm thi giải đấu này. Vị giám khảo tiếp theo là anh Đinh Văn Sơn. Vị giám khảo tiếp theo là anh Hải Anh. Anh Hải Anh. Tiếp theo là anh Đào Anh là giám khảo của trận đấu ngày hôm nay. Và điều hành trận đấu ngày hôm nay là anh Chính SVC. Thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Hạ chú chim 060. Và chú chim bỏ thi đấu thi đầu 060 phải dừng cuộc chơi tại vòng đấu 068 bị nhắc nhở nhưng sau đó đã bật lại. Đầu tiên đã bật lại đấu tốt của ngày hôm nay. Vòng thứ hai là giám khảo sẽ hạ theo yếu tố từ 1 đến 400 nguyên bản chấm thi và số lượng hạ chim không hạn chế. Tôi sẽ hạ trực tiếp chim trong các trường hợp mà tắm hoặc gãi rỉa thành nhiều động tác liền nhau thì tôi tính tương đương là tắm và sẽ bị hạ trực tiếp. Hoặc là chim thi đấu thể hiện những tật như ngoái rỉa lộn là cũng sẽ bị hạ trực tiếp. Các trường hợp hạ khác như là các chú chim thái độ yếu, các chú chim mà không có thái độ đấu ấy, hoặc là ứng xù thì nhà không gãi rỉa cũng sẽ bị hạ vào cuối vòng. Và trường hợp tiếp là các con chim có gãi rỉa nhưng mà kết hợp kèm theo là thái độ đấu yếu. Nói chung là cái giai đoạn này là yếu tố hạ chim khá rõ ràng. Chúng tôi nhắc nhở chú chim 018 có gãi cánh một lần và đang thái độ khá yếu, không chạy tìm đối thủ đấu đâu. Ngay lúc này trên màn hình của chúng ta thì tôi có để ý chú chim 040 ché liên tục và đấu rất là ok, còn để đi vào sâu hay không thì tất cả anh em chúng ta sẽ phải theo dõi thêm chút thời gian. Rất là tuyệt vời, đang sục đấu và ché. Và trên màn hình của mọi người đang xem lúc này tôi có nhận ra một chú chim đến từ Hải Dương. Một đấy là hơn một phút nữa. Thuộc đất Kinh Môn của anh em chúng tôi. Thế cho nên là tôi không rõ tiện đọc số báo danh nhưng tôi có nhận thấy chú chim đó. Trên màn hình của chúng ta anh em có nhìn rõ một chú chim khỏe cứng theo những bóng bộ và nước đấu tôi nhìn rất là ok, rất là đẹp. Và xin chia sẻ với tất cả mọi người đang xem là ở bất cứ một cuộc chơi nào, ở một hội thi nào thì cái yếu tố may mắn nó luôn luôn là song hành với tất cả những người anh em nghệ nhân và chiến binh của mình. Đó là cái sự may mắn. Thế cho nên là không ai có thể nói trước được chú chim của mình như thế nào cả trong bất cứ một cái hội thi đúng không ạ? Anh em chúng ta cũng vậy thôi, học tài thi phận. Thế cho nên anh em chúng ta chăm sóc những chú chim để mà đi chơi. Có những hôm trời nắng thì chú chim chơi được, nhưng cũng có những hôm trời nó âm u hoặc là nó thay đổi thời tiết thì chúng ta cũng đấy là cái sự không may mắn, thì anh em chúng ta cũng phải nên vui vẻ. Hậu kỳ phim bây giờ chúng tôi rất kiến thức anh em live stream phát trực tiếp để sao chúng ta cùng đánh giá và mọi người xem cũng có sự nhận định. Tôi nói thật với xem theo clip là họ đánh giá khá chuẩn đấy. Làm sao thứ nhất là giám khảo phải là được cẩn thận hơn, hai nữa là có những trường hợp anh em có thắc mắc thì chúng ta căn cứ vào những clip đấy thì nó sẽ khách quan hơn là những cuộc cãi vã không cần thiết. Tại vì những kéo anh em thì phản ánh khá chuẩn nhưng nhiều anh em cũng phản ánh không được đúng lắm.
Chứ đơn giản là tốt nhất. Xem những nước đánh của những chú chim tôi cảm thấy thật là mãn nhãn anh em ạ. Nhìn những nước đánh, nước đấu không chê vào đâu được. Anh em lưu ý nhá, tập hạ của chú chim nào phải có một quá trình theo dõi. Đạp như Lý Tử Long. Tôi cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người, qua 3 vòng đấu và bắt đầu đi vào vòng đấu thứ 4 thì để mà theo dõi được một cái video nó hết một trận đấu rất là dài đúng không ạ, thì tôi sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người đang xem là những chú chim nào bắt đầu đi vào vòng top 10 và chung kết, để cho tất cả mọi người xem có một cái cách khách quan cũng như là sẽ tổng kết được lại chú chim nào là quán quân của ngày hôm nay ở cái trận đấu 68 lồng. Tôi sẽ xin quay lại hình ảnh với tất cả quý vị và các bạn và anh em. Sau đó sẽ kết hợp cùng thái độ để giám khảo quyết định. Xin mời tất cả mọi người. Giám khảo quyết định. Giám khảo có nhắc nhở các chủ chim 56, 64 và 08 ạ. 56 và 64 ngay lúc này trên màn hình bên phải màn hình của chúng ta đây, anh em có nhìn rõ một chú xòe cứng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, tôi xin đọc số báo danh từ bên phải sang bên trái 10 chú chim nhé. Bắt đầu từ bên phải sang 027, 021, 020, 010 và 008, bên kia 045, 048, 056, 063, 064. Đấy là 10 chú chim. Không. Loạt đấu hết rồi. Vậy là vòng thi đấu đầu tiên của top 10 hết giờ và chú chim nào phải dừng cuộc chơi thì tôi sẽ. Như giám khảo lại chắc là 56 đi ăn. Chú chim 056 phải dừng cuộc chơi. Đồng thời 064 phải dừng cuộc chơi, 008 phải dừng cuộc chơi. Thường xuyên quay ra hướng không có đối thủ. Nên loạt vừa rồi chúng tôi đã hạ vượt chỉ tiêu một là hạ 3 con chim xuống. Vậy là vòng thi đấu thứ nhất là 3 chú chim phải dừng cuộc chơi. Chúc mừng 3 chủ chim đã có giải thưởng của top 10 là chiếc xe Dream. Trị giá bao nhiêu thì tôi chưa biết rõ ạ. Hiện tại chú chim 10 đang tìm ra hướng bên ngoài. Và đặc biệt là những anh em hôm nay có quà được giải thưởng trận đấu ngũ hổ tướng này, mai về dành phần quà đấy cho chị em phụ nữ, những người yêu thương mình, những người vợ của mình, là một phần quà rất là ý nghĩa luôn ạ, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt rằng chị em phụ nữ sẽ rất là thích thú với những người chồng mình đi thi chim mà có giải đúng không ạ, đi thi chim có giải mà mang về tặng quà cho mình ngày 8/3, quá là tuyệt vời luôn ạ. Loạt thứ hai hết giờ. Vậy loạt thứ hai đã hết giờ và xem chú chim nào. 010 tại vì chú chim này thường xuyên bay ra hướng không có đối thủ.
giải đấu con đấy con giữa anh ơi. Và trên dàn đấu bây giờ chỉ còn 6 chú chim. Và sẽ tìm ra 4 chú chim hay nhất để đi vào chung kết của ngày hôm nay. Tương lai sắp tới là cả các giải thi không những là đấu trường. Loạt thứ 3 bắt đầu. Vậy là vòng thi đấu bắt đầu. Hiện tại giám khảo đang để ý hơn chú chim 027 và 063. Tôi có thấy chim 027 ra mỏ rất rõ ràng, xẻ cứng rất là đẹp. Thế nhưng trong cái vòng nhạy cảm này, chú chim chỉ cần thua nước đấu thôi, thua nước đấu một chút là cũng có thể phải dừng cuộc chơi, bởi vì đây là tiêu chí là đấu hot. Thì điều hành và giám khảo sẽ ưu tiên cho những chú chim sung đấu hơn và có mỏ. Chúng ta đi thi chim chúng ta phải hiểu rõ tiêu chí từng vòng của các cái hội thi chim. Đấy, chúng ta hiểu được cái tiêu chí thì chúng ta mới ok được trong tất cả các vòng đấu chú chim của mình bị hạ như nào. Còn giữa được ưu tiên là chẳng suy màu đừng suy chim anh ơi. Là đó hết rồi. Hạ 27 và 63 vì chỉ là lơ hơn so với các 027 phải dừng cuộc chơi. Và đúng như tôi đã thông báo là tất cả mọi cái là phải ưu tiên về nước đấu đầu tiên xong mới đến mỏ. Chỉ cần nơ đi một chút thôi là không bắt nhịp được cùng với những chú chim bên cạnh. Và tôi xin chúc mừng số báo danh 07 và 063 đã có giải thưởng của top 10 ngày hôm nay là 2 xe máy Dream. Mỗi giải là 1 xe máy Dream và 4 chú chim đi vào chung kết ngày hôm nay. Thì tất cả mọi người hãy cùng nhìn lên màn hình và theo dõi 3 phút lịch sử của trận đấu trường 68. Thank you.
xin lỗi tất cả mọi người, vừa mình đang live stream thì có một cuộc gọi điện thoại đến làm mình bị mất cái luồng live stream đấy. Xin lỗi tất cả mọi người. Chúng tôi thông báo vòng chung kết hết giờ. Vậy là vòng chung kết đã hết giờ và tôi sẽ quay lại hình ảnh. Giám khảo đánh giá nhất chú chim 045, nhì chú chim 048, còn lại 020 và 021. Đồng gửi ba xin chúc mừng anh chủ chim. Mọi người nghe rõ không ạ? 045 nhất, 045 găm từ đầu và tốc độ ra mỏ vượt trội. Nhì 048 từ đầu nhưng mà tốc độ ra mỏ 020. 045 21 và 021 là giải đồng giải ba. Quá trình đấu có một vài lần có độ lơ. Xin chúc mừng các anh ạ một lần nữa.